Nói đến tình trạng cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ ai cũng phải giật mình hoảng sợ bởi sự manh động của các đối tượng gây án. Ngày hôm nay thì rất nhiều người bức xúc khi theo dõi một clip được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng về một vụ dùng dao để cướp iPhone táo tợn diễn ra ngay giữa ban ngày. Ngày hôm nay, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đang truy tìm hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại một cửa hàng mắt kính ở trên đường Tô Hiến Thành, phường 14. Theo cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, một thanh niên đến cửa hàng của chị Vũ Thị Hằng, 23 tuổi để hỏi mua kính mắt. Sau khi trao đổi, chị Hằng quay vào để lấy hàng thì bất ngờ một thanh niên dùng tay bịt miệng và dùng dao nhọn để uy hiếp người bán hàng. Sau khi bị xô ngã, nạn nhân nhanh chóng gỡ tay của tên cướp ra và hô hoán. Nghi can liền giật chiếc iPhone 6S của cô gái đang cầm rồi chạy ra xe đồng bọn đang chờ sẵn. Chị Hằng tiếp tục chạy theo giằng co khiến hai thanh niên ngã xuống đất. Chúng buộc phải bỏ xe chạy đi cùng điện thoại cướp được. Xác minh chiếc xe biển số 59F145156 bọn cướp để lại, cảnh sát phát hiện đây là tang vật của một vụ cướp khác xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày cũng tại phường này. Vâng, có lẽ sau khi xem xong clip vừa rồi thì hẳn nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm vì là thương vong thì đã không xảy ra với cái người bán hàng. Dù biết rằng là chúng ta không thể nương tay với kẻ cướp nhưng mà trong tình huống này thì thực sự là quá nguy hiểm đúng không ạ? Một người phụ nữ chân yếu tay mềm mà dám đối mặt với một thanh niên to con lại có thêm cả hung khí nữa. Và ngoài ra thì việc bắt hai đối tượng trên thì câu hỏi đặt ra là làm gì để thoát hiểm nếu bị cướp tấn công? Lời khuyên là nếu bị cướp tấn công từ bên ngoài vào nhưng mới chỉ có lời nói cử chỉ để hăm dọa, chống chế, yêu cầu đưa tài sản thì phương án ứng xử tối ưu nhất đó là tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng. Hãy mềm mỏng trong ứng xử và làm theo tất cả yêu cầu của chúng, không để chúng có cảm giác bất an hay là bị kích động. Nếu có nhận ra người quen thì cũng tuyệt đối vờ như là không biết. Vâng, và thêm một lời khuyên nữa trong tình huống này đó là tuyệt đối không nên phản ứng ngay lập tức như là giằng co, đánh lại đối tượng hoặc là hô hoán kêu cứu hay có lời nói đe dọa là sẽ báo công an. Bởi vì cách này thì càng kích động đối tượng sử dụng vũ lực ngay lập tức và thay vào lúc đó thì hãy cố gắng ứng xử khéo léo để chúng lơ là rồi chủ quan rồi tận dụng sơ hở đó để chạy đến nơi an toàn. Ví dụ như chạy vào một phòng khác để chốt cửa lại chẳng hạn. Lúc này thì chúng ta vẫn có thời gian để hô hoán hoặc là báo cho công an. Vâng, còn trong trường hợp mà bạn đủ sức và có thể tự vệ thì hãy tấn công vào cánh tay cầm hung khí và cẳng chân của tên cướp. Lưu ý là việc bất ngờ tấn công lại đối tượng chỉ nhằm mục đích để chạy thoát thân ra bên ngoài để kêu gọi sự trợ giúp chứ không nên một mình đánh trả lại với tội phạm. Bởi kẻ cướp thì có thể liều lĩnh làm bất kỳ điều gì, còn chúng ta thì sinh mạng chỉ có một, còn tài sản thì vẫn có thể làm lại được.